đó là làm thế nào để chúng ta có thể xây được một cái home studio, tai nghe điện thoại, tai nghe chơi game thì ok, nhưng mà về microphone condenser hay còn gọi là mic thu âm. Rồi, tiếp theo là chúng ta cần một cái dây mic ha, chúng ta sẽ gắn vào. Ngày giông bão có anh ở bên cạnh. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Big Boss. Và hôm nay thì Thái Sơn sẽ nói về một cái chủ đề mà chắc chắn mọi người đã click vào clip này thì chắc chắn sẽ rất là quan tâm. Đó là làm thế nào để chúng ta có thể xây được một cái home studio hay là một cái bộ thu âm tại nhà để các bạn có thể tha hồ ca hát, tha hồ rap, có thể làm podcast, radio hay làm những cái quảng cáo. Mà các bạn phải là người làm chủ cuộc chơi và các bạn phải luyện tập thường xuyên, thu đi thu lại cho đến khi nào các bạn ưng ý thì thôi. Và giới thiệu lại một chút cho những bạn mà chưa biết về Thái Sơn, thì Thái Sơn hay còn gọi là Thái Sơn Big Boss, thì mình có một cái studio và mình có một cái shop kinh doanh tất cả những cái thiết bị để thu âm làm nhạc. Chính vì vậy mình là một trong những người có thể nói là có rất là nhiều cái kiến thức về thiết bị để đủ để có thể nói trong cái clip này, mà các bạn yên tâm về chuyện đó nha. Thì đầu tiên, những cái thiết bị cơ bản nào mà các bạn có thể sử dụng để mà thu âm được? Thì đầu tiên chúng ta phải có một cái máy tính. Có thể nói thì về cái chuyện máy tính thì chắc chắn các bạn phải có, bởi vì trong máy tính nó diễn ra rất là nhiều cái hoạt động liên quan tới việc thu âm. Ví dụ như là nó là kết nối sao cạc này, chúng ta có thể lấy được cái mic nào để thu âm này, chúng ta có thể bấm thu này, chúng ta thấy sóng này, chúng ta edit này, chúng ta dùng những cái hiệu ứng để cho giọng của chúng ta hay hơn này, và xuất nó ra file như thế nào này, thì tất cả những cái hoạt động đó đều phải diễn ra ở trong máy tính. Thì cái máy tính ở đây thì Sơn có thể nói bao gồm luôn, nó là máy tính bàn, có thể là laptop, có thể là MacBook, thì tùy tất cả các bạn có cái điều kiện nào thì các bạn có thể sử dụng cái máy tính như vậy. Tuy nhiên có một cái lưu ý, đó là máy tính càng mạnh thì cái việc các bạn xử lý càng mượt hơn. Thì mạnh ở đây có thể là RAM nó nhiều hơn để xử lý được nhiều cái ứng dụng trong cùng một lúc này, hay là những cái chip mà xử lý ở trong cái máy tính của các bạn nó càng mạnh thì nói chung là máy của chúng ta xử lý càng nuột hơn, đỡ bị đơ hơn, hay là chúng ta đang thu mà nó bị lắc, nó not. Nó not responding thì đó là những điều chúng ta không mong muốn. Tuy nhiên Sơn phải khẳng định lại rằng nếu các bạn thu âm thì cái việc mà chúng ta sử dụng ở máy tính nó không cần phải quá nhiều cái cấu hình nó nặng như khi các bạn làm nhạc. Bởi vì khi chúng ta làm nhạc thì có rất là nhiều track, rất là nhiều cái bộ tiếng khác nhau. Nhưng thu âm nếu như chỉ là cơ bản thu radio, thu hát cơ bản thôi, các bạn không phải làm beat, thì một cái máy mà chỉ cần cấu hình ví dụ như là RAM 8GB hay là Core i5 trở lên thì các bạn đã có thể sử dụng để chúng ta có thể thu âm được rồi ha. Cái thiết bị thứ hai mà Sơn muốn nói ở đây đó chính là sao cạc. Thì thực ra cái sao cạc ấy là một cái thứ mà nó khá là trừu tượng đối với nhiều người. Nói cái sao cạc là cái gì? Và khi cái sao cạc livestream thì chúng ta có thu âm được không? Sao cạc 2 triệu và sao cạc 20 triệu khác nhau như thế nào? Thì có rất là nhiều cái câu hỏi xoay quanh cái thiết bị này. Thì bây giờ thì Sơn sẽ có một cái ví dụ cho các bạn hiểu sao cạc để làm gì nhé. Ok, thì trên tay Sơn là một cái sao cạc. Nó gọi là sao cạc là bởi vì thì có cái hình dạng nó cũng khá là giống nhau đấy. Ví dụ như là cái sao cạc này nhìn qua thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái cổng cắm mic này, nó có những cái núm vặn âm lượng này, nó có tai nghe cắm vào được này, nó có cái cổng out ra loa này, rồi MIDI này, rồi có dây cắm vào máy tính này. Thì đó là những cái gì mà chúng ta có thể thấy ở một cái sao cạc bình thường. Tuy nhiên nó để làm gì? Thì trước tiên, sao cạc là một thiết bị trung gian, nó có thể kết nối rất nhiều thiết bị trước khi nối vào máy tính. Hay còn nói là cái sao cạc, hay còn gọi là audio interface này, là một cái thiết bị mở rộng của máy tính để giúp chúng ta có thể kết nối được nhiều thiết bị. Ví dụ như microphone, guitar, có thể cắm DJ vào thu tiếng để livestream, hay là cắm tai nghe, hay là để out ra loa. Thì nếu như một cái máy tính không có cái sao cạc này thì các bạn không biết cắm cái mic nó vào đâu. Nếu các bạn mua ở những cái đơn vị uy tín, ví dụ như Thái Sơn chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ giúp cho các bạn set up để mà làm sao thu âm nó không bị trễ và cái chất âm nó đảm bảo nhất có thể đối với cái dòng nhạc của các bạn. Ok, cái thiết bị thứ ba thì chắc chắn là một cái thiết bị mà tất cả mọi người đều suy nghĩ đầu tiên khi nghĩ đến việc thu âm, đó chính là micro thu âm.
À, thì ở trong cái phạm vi, ở trong cái clip này thì Sơn sẽ chỉ nói nhiều về microphone condenser hay còn gọi là mic thu âm. Còn lại có một cái loại mic tiếp theo nữa mà sau này các bạn cũng có thể va phải, đó chính là micro dynamic, hay là những cái mic mà các bạn hay thấy hát live ở ngoài trời, hát karaoke, là những cái mic mà thu ở ngoài ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái mic dynamic bởi vì nó hút rất là ít, nên thành ra chúng ta sẽ mang ra trình diễn được. Chứ còn ở trong cái phạm vi này thu âm ấy, thì chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm, đó là micro thu âm hay còn gọi là micro condenser nha các bạn. Thì trên tay của Sơn là hai cái ví dụ của microphone thu âm condenser. Thì condenser này thì nó phải chạy qua một cái nguồn điện là 48V, nó cấp nguồn cho cái mic này thì nó mới sử dụng được. Và nó bắt tiếng cực kỳ nhạy nha các bạn. Chính vì nó bắt tiếng cực kỳ nhạy nên chúng ta rất là phù hợp để thu âm ở trong nhà, ở trong môi trường yên tĩnh. Bởi vì khi mà các bạn hát ấy, thì thậm chí những cái tiếng ví dụ như là các bạn chặt lưỡi hay là các bạn nuốt nước bọt hay là những cái tiếng nhỏ nhỏ thì nó đều bắt được hết. Thì đó cũng là lý do mà không ai mang cái mic condenser này ra ngoài để biểu diễn cả, trừ những cái loại mic đặc biệt nó live. Nhưng mà mic thu âm thì nên ở trong phòng thu cực kỳ yên tĩnh ha. Thì nó sẽ bắt được tất cả những cái giải tần rộng của chúng ta tốt hơn, và đặc biệt là nghe nó sẽ sáng hơn rất nhiều với những cái mic mà các bạn hay thấy hát live ở ngoài trời. Thì với cái mic thu âm như thế này thì nó cũng dao động rất là nhiều giá, từ mấy trăm nghìn cũng có, tức là mic livestream, mic thu âm Trung Quốc thì các bạn sẽ thấy nó có và giá là khoảng tầm 800 nghìn. Sơn nhớ ngày xưa là Sơn có những cái mic ví dụ BM800 hay các kiểu, thì cái mic đó rất là tiện ở trong livestream. Tuy nhiên về chất lượng thì Sơn không đảm bảo lắm, bởi vì căn bản là những cái mic tầm rẻ thì nó thu vẫn ok, giọng của chúng ta khác một xíu, nhưng mà nó sẽ có những cái đi kèm, ví dụ như là tạp âm nó khá lớn hay là tiếng của chúng ta nó sẽ bị khác đi, thì đó là điều chúng ta không mong muốn. Còn cái tầm tiếp theo đó là cái tầm tầm 1 triệu mấy đổ lên 2 triệu mấy là cái tầm giá rẻ. Đối với Sơn là tầm từ 1 triệu mấy cho tới dưới 3 triệu nó là mic giá rẻ rồi. Thì điển hình nhất trong cái tầm này đó là Audio Technica AT2020 là cái mic khá là huyền thoại. Và song song nữa sẽ có một cái mic nữa là AKG P120, thì đó là hai con mic rất là nổi tiếng trong tầm giá 2.750.000 đến 2.800.000. Thì đây là một cái mic mà Sơn rất là khuyên dùng, bởi vì cái tạp âm nó rất là thấp, và các bạn có thể bắt đầu thu âm với cái con này, mang lại cho chúng ta một cái âm thanh cực kỳ chân thực. Tất nhiên trong tầm giá của nó. Một cái mic tiếp theo ở cái phân khúc rẻ hơn một xíu, nếu các bạn suy nghĩ, đó là cái mic Top Sound TS01. Sơn đã có hẳn một cái clip để giới thiệu về cái mic này và do chính Sơn sản xuất. Nếu như các bạn mà, những ai mà theo dõi những cái series ví dụ như là Hitmaker, Youngmaker mà Sơn làm ở trên mạng, thì những nghệ sĩ nổi tiếng Sơn vẫn cho sử dụng cái mic này để thu âm cũng như là hát, ví dụ như những cái clip như thế này. Thì giá của nó chỉ dao động tầm 1.990.000, nếu có giảm giá add mã, các bạn add mã bên dưới này, thì nó sẽ rơi vào tầm 1.600.000 hơn thôi. Thì cái chất lượng của nó thực sự không thua kém gì những cái đối thủ cao cấp hơn. Thì các bạn có thể trải nghiệm ở tại shop của Thái Sơn. Thì đây là hai cái mic mà gọi là Sơn nghĩ là khá tin tưởng ở trong tầm giá rẻ, bởi vì đủ để các bạn có thể xuất bản được những cái bài hát, những cái bài rap, những cái phóng sự, những cái podcast nó vừa tầm tiền. Thì ở cuối clip thì Thái Sơn sẽ set up một cái bộ thu âm cơ bản và Sơn sẽ hát cho các bạn thấy cái chất lượng của nó như thế nào nha. Thì tiếp theo là một cái thiết bị không thể thiếu trong thu âm. Tại sao lại không thể thiếu? Là bởi vì căn bản là nếu các bạn thu âm, các bạn mở loa, các bạn hát, các bạn thu, thì chắc chắn âm thanh tạp âm bên ngoài nó sẽ vào lại cái mic, thì chúng ta không thể thu âm được. Thì chúng ta phải cần có tai nghe. Nhưng mà đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ có gọi là tai nghe kiểm âm. Bởi vì tại sao tai nghe kiểm âm là một cái loại tai mà nói chung nó cố gắng để mà đưa tới cho chúng ta một cái âm thanh flat nhất có thể. Flat tức là nó chân thực nhất, nó không có nịnh bất kỳ một cái tần số nào. Nên thành ra là khi mà chúng ta thu âm thì chúng ta nghe được rất là rõ cái giọng của mình khi mà vào sao cạc rồi vào máy tính nó như thế nào. Còn nếu các bạn thu âm, các bạn sử dụng những cái tai, ví dụ như tai iPhone, tai nghe điện thoại, tai nghe chơi game, thì ok, nhưng mà khả năng cao là các bạn sẽ không đánh giá được chân thực cái giọng của chúng ta khi vào nó như thế nào. Đấy, thì tai nghe kiểm âm là một cái tai nghe như Sơn nói rất là chân thực, và nó tùy mỗi cái loại tai nghe mà nó
cho chúng ta một cái chất âm, cái âm sắc như thế nào. Ví dụ những cái tai nghe mà giá rẻ, ví dụ như tai này là Audio Technica M20X, là một cái tai mà cực kỳ phổ biến và giá của nó cũng rơi vào tầm hơn 1 triệu, 1.490.000 đến 1.600.000 tùy nơi bán. Thì cái tai này thì nó sẽ cho chúng ta một cái phần giọng vô cùng ấn tượng, tức là rất là chân thực ở phần giọng, nhưng mà những cái phần trầm, phần bay, phần căng đó thì chắc chắn các bạn sẽ không nghe được, mà các bạn phải nâng lên những cái tai nghe mà rơi vào tầm cao hơn, có thể lên tới 4 triệu mấy, 5 triệu thì chúng ta sẽ nghe được full giải tần, cả làm bass, cả nhịp đồ các thứ. Chứ còn mà cái này thì nếu các bạn thu âm thì Sơn nghĩ nó rất là ok, bởi vì trong cái khoảng giọng hát của chúng ta thì những cái tai nghe này đã có thể cung cấp cho chúng ta được một cái âm sắc chất lượng. Đấy. Thì Sơn sẽ gợi ý cho các bạn đó là cái tai nghe Audio Technica, cái series M20X, M30X, M40X, M50X là những cái tai mà rất là phổ biến trên toàn thế giới. Hay ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái hãng ví dụ Beyer Dynamic, DT770, 990, tất cả mọi thứ nhưng mà khá là cao cấp. Hay có đối thủ là AKG, K52, K72, K92, khá là ok, nhưng mà đối với Sơn thì nó chỉ phù hợp với giọng thôi. Đó. Thì ở đây là trong cái clip này thì chúng ta xây dựng một cái combo thu âm cơ bản, gọi là người mới chơi bắt đầu. Thì Sơn tin là các bạn nên chọn những cái tai nghe mà từ 1 triệu mấy cho đến 2 triệu đã đủ để chơi với cái thời gian ban đầu. Còn nếu sau đó các bạn có tiền, các bạn có thể nâng cấp cao hơn và các bạn có thể sẽ có loa kiểm âm, ví dụ như thế này. Thì loa kiểm âm nó cũng khác loa thường, đó là nó sẽ flat hơn, nó giống như tai nghe kiểm âm, thì để cho chúng ta có thể kiểm soát được giọng hát, kiểm soát được beat, kiểm soát được không gian nó chi tiết hơn. Và có một điều lưu ý, nếu như các bạn mua tai nghe kiểm âm hay loa kiểm âm mà các bạn mong muốn là nó phải hay thì thực sự các bạn đang bị nhầm lẫn về chức năng của cái thiết bị này. Thì ai mà mua tai nghe kiểm âm thì việc mong muốn nhất đó là nó cho chúng ta thấy được cái giọng hát, cái âm nhạc của chúng ta đang có vấn đề ở đâu để chúng ta sửa đổi, chúng ta thay đổi, chúng ta nâng hay giảm, để sau đó khán giả mới là những người nghe âm thanh nó hay nhất. Thì vừa rồi thì Thái Sơn đã giới thiệu cho các bạn những cái loại thiết bị cơ bản. Đầu tiên là máy tính này, sao cạc này, microphone này, tai nghe kiểm âm này. Thì đó là những cái thiết bị cơ bản nhất để chúng ta có thể làm nên một cái home studio. Tuy nhiên nó sẽ có những cái thiết bị vặt vặt khác, nó ví dụ như là chân mic này, rồi pop filter này. Pop filter là một cái màng lọc ở ngay phía trước để chắn khi mà chúng ta hát những cái âm ví dụ chờ chờ pờ 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 ấy, thì cái mic nó sẽ bắt được những âm thanh là bụp 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 vào, nó rất là khó chịu, nên chúng ta phải có một cái màng lọc trước gọi là pop filter. Thay tiếp theo chúng ta sẽ nên có những cái thiết bị ví dụ như là shock mount, tức là những cái mà nó đỡ cái mic ấy, để khi mà chúng ta hát hay là chúng ta di động á, cái mic của chúng ta vẫn đứng yên một chỗ để mà bắt được cái âm thanh thôi, chứ nó không hề va vào những cái nơi khác và kêu những cái tiếng mà chúng ta không mong muốn. Thì sau đây thì Sơn sẽ set up cho các bạn xem một cái home studio giá rẻ mà Thái Sơn đang bán, và sau đó Sơn sẽ thu âm vào và các bạn đánh giá thực sự là nghe nó có ổn hay không. Thì để trước khi các bạn quyết định là xuống tiền để mua một cái bộ thu âm như vậy, thì Sơn sẽ test bằng việc là hát ha. Mặc dù giọng hôm nay thì không được tốt lắm, nhưng mà Sơn sẽ hát để các bạn nghe là giọng nó có chân thực hay không. Thì bây giờ Sơn sẽ set up một cái combo gồm có mic top sound TS01. Nó đã có luôn cho chúng ta một cái foam để mà bọc lên, nó thay cho pop filter để khi nói chúng ta đỡ phải bị những cái âm thanh gió ha. Ngoài ra trong mic nó cũng đã kèm luôn cho chúng ta một cái shock mount để chúng ta có thể gắn vào chân mic ha. Đấy, bây giờ Sơn sẽ set up luôn. Đấy, thì Sơn khuyên các bạn nên sử dụng cái chân kẹp bàn cho nó tiện để chúng ta có thể di động được ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta cần một cái dây mic ha, chúng ta sẽ gắn vào. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ gắn vào sau cạc nhé. Cái thứ ba là chúng ta có tai nghe thì chúng ta sẽ gắn vào cái cổng tai nghe ở trên sau cạc. Ok. Tiếp theo là chúng ta chỉ cần gắn cái sau cạc vào máy tính, thế là đã xong một cái combo rồi. Woo! Giữ đoạn này. Ok, ở đây thì Sơn xài MacBook thì Sơn cắm vào MacBook là xong. Ok, sau đây sẽ là ca khúc Điều Anh Muốn do Sơn sáng tác và làm nhạc nhé.
em. Anh chỉ muốn nắm đôi bàn tay, ngoài kia sóng gió có anh ở đây, hát vu vơ em nghe mỗi ngày, nghĩ đâu xa xôi anh đây này. Tình yêu là chỉ có anh và em, mình cùng nhau ngắm ánh trăng về đêm, sáng thức giấc nhâm nhi tách trà, ước mơ hai ta chung một nhà. Đấy, như các bạn đang thấy ở trong cái phần mềm của Thái Sơn thì cái giọng hát của Thái Sơn khá là ổn định qua cái mic này. Bây giờ Sơn sẽ solo nó cho các bạn nghe về cái giọng nhé, giọng gốc luôn nhé. Anh chỉ muốn nắm đôi bàn tay, ngoài kia sóng gió có anh ở đây, hát vu vơ em nghe mỗi ngày, nghĩ đâu xa xôi anh đây này. Và cuối cùng thì sẽ là cái phần hát của Thái Sơn mà Sơn sẽ mix một chút để cho các bạn thấy là cái đầu vào như vậy, nhưng mà chúng ta mix xong thì nó như thế nào nhá. Em, anh chỉ muốn nắm đôi bàn tay, ngoài kia sóng gió có anh ở đây, hát vu vơ em nghe mỗi ngày, nghĩ đâu xa xôi anh đây này. Tình yêu là chỉ có anh và em, mình cùng nhau ngắm ánh trăng về đêm, sáng thức giấc nhâm nhi tách trà, ước mơ hai ta chung một nhà. Buồn vui nói với anh, khóc với anh, trách mắng anh, muốn cũng đành, ngày gì khó có anh, những lúc gần bên anh. Ngày giông bão có anh ở bên cạnh, buốt xa lạnh, muốn trở thành bàn tay ấm của em lúc yếu mềm mỗi đêm. Hey. Ok, thì vừa qua thì Thái Sơn đã giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta có thể chọn cho mình một cái combo thu âm tại nhà hết sức vừa phải với ngân sách, tuy nhiên sẽ có một cái chất lượng cực kỳ ưng ý nếu như các bạn dành nhiều thời gian để có thể nghiên cứu cách để chúng ta có thể mix nó hay hơn, thì chắc chắn là cái sản phẩm của các bạn sẽ hay hơn rất là nhiều. Và clip đến đây là kết thúc. Chúc cho tất cả các bạn sẽ chọn được cho mình những cái thiết bị phù hợp với túi tiền của các bạn. Và nếu các bạn tin tưởng, có thể liên hệ với Thái Sơn qua Thái Sơn Beatbox Store ở cái link bên dưới. Thì ở đây thì Thái Sơn và tất cả các bạn ở bên shop sẽ giúp cho các bạn chọn được những cái mic thực sự phù hợp với túi tiền cũng như là giọng hát của các bạn nhé. Và clip tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.